Chị ơi, em có thể xin một cái hộp mang về được không? Được. Thay chị gói cho em được không? Em mang ra chị tự gói nhé. Vâng ạ. Có xong xin luôn hộp nước chấm. Mà bây giờ tao đi nhưng mà tao phải uống thêm một cốc. Không uống là xong. Mấy người gọi tôi thì bảo là khi một cốc nước lọc xong rồi bảo là người ta cho miễn phí nước. Người ta tỉnh toàn vòi là anh chị cần thử dùng thêm nước lọc không? Người ta tự cho nước chấm. Chuyên nghiệp rồi. Được ạ, tại bọn em không thể ăn được nữa. Cho cái này vào đây để chị đi xem xiếc không? Về đi, buồn tắm nữa. Chị đi học này nhớ nhé.